và cậu. Bà có nói gì không? Dạ không, bà chỉ xin tha thôi và nói không biết gì hết. Bà già, bà biết chuyện gì rồi thì nói mau đi. Tôi không có biết gì hết trơn á. Con gái của bà đã cho bà biết chuyện gì? Không có, nó không có nói gì với tôi hết trơn á. Tụi bay, nhanh kéo bà lên. Bà cháu ơi, tha cho tôi đi. Nói mau, con gái của bà đã nói gì về tôi? Nếu không, tại sao bà lại gọi tôi là tên Sở Khanh? Bà mà không nói, tôi sẽ cắt lưỡi của bà ngay. Đừng, tôi đâu có biết cái gì đâu. Tôi đâu có biết cái gì. Nó đâu có nói cái gì đâu mà biểu tôi nói. Tôi biết nói cái gì? Bác. Dạ. Móc lưỡi bà ra. Để tôi nói. Tôi nói. Ra ngoài đi. Đi ra. Nói mau, con gái của bà đã nói gì về tôi? Nói mau. Tại sao lại kêu tôi là tên Sở Khanh? Nó nói với tôi là chính cậu đã làm cho nó có thai. Rồi cũng chính cậu đã phá cái thai trong bụng của nó. Chuyện này ngoài bà ra còn có ai biết nữa không? Dạ không, dạ không. Tôi thề á. Con mình tôi biết. Cậu tha cho tôi đi. Tôi thề đó. Sống để bụng chết mang theo. Tôi không có nói với ai đâu. Tôi không có nói với ai đâu. Thiệt mà cậu. Chuyện gia đình tôi không có nói với ai đâu. Cậu tin tôi đi cậu ơi. Chỉ có người chết thì mới không thể lên tiếng được. Cậu ơi. Bà chết vì bà đã biết quá nhiều chuyện không nên biết. Tụi bay ra đi. Tụi bay vô đưa bà ta lên giường, nằm cho ngay ngắn, kể như đêm khuya bà ta bị trúng gió mà chết thôi. Tụi bay làm cho nhanh rồi rút, hiểu chưa? Dạ cậu, theo tao. Sao vậy nè? Má ơi, má tỉnh dậy đi má.
Má đừng làm vậy, con sợ lắm. Má ơi, má ơi, má có nghe con nói không? Má ơi, má ơi, trời ơi, tại con, tại con mà má phải chết dưới bàn tay của tên đó. Má ơi, con xin lỗi. Má ơi, má tha lỗi cho con, đứa con gái ngu dại của má. Con đã làm liên lụy tới má rồi. Má yên nghỉ đi, con sẽ không để cho má chết tức tưởi vậy đâu. Con thề, con sẽ bắt cái tên khốn kiếp đó trả đủ món nợ này. Tô Hoàng, mày hãy chờ đó. Từ nay tao với mày không đội trời chung. Tao không khiến mày thân bại danh liệt. Tao thề, tao không làm người